Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe thể thao hạng sang, một chiếc xe thể thao đặc biệt với hai cửa, hai chỗ ngồi và mui trần. Thì đó là chiếc xe Mercedes-Benz SL400. Và với chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này thì đang có sẵn tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên mình. Và em nó đang chờ đợi một vị khách hàng rất là đặc biệt để rước em nó về. Và hy vọng vị khách hàng đặc biệt đó chính là các anh chị đang xem cái video clip của Duy ngày hôm nay. Và bây giờ Duy sẽ mời các anh chị và các bạn xem cái chiếc xe Mercedes-Benz SL400 đặc biệt này sẽ có những cái điểm gì tuyệt vời. Ok, bây giờ Duy xin mời các bạn. Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz SL400. Thì các bạn đã biết là Mercedes-Benz SL400 được biết đến như là một mẫu xe rất là quyền lực và lão luyện nhất trong những dòng xe Roadster. Và chiếc xe SL400 từ những năm đầu tiên cho đến nay thì có tuổi đời khoảng tầm hơn là 60 năm rồi. Thì chiếc SL400 này sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là thú vị và cũng như là lẫn những cái tiện nghi cao cấp ở bên trong chiếc xe. Khi đứng trước phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe SL400 này vô cùng ấn tượng bởi phần capo dài và rộng bề ngang, làm cho chiếc xe Mercedes-Benz SL trông rất là ngầu, cũng như là sẽ giống như những cái chiếc xe mà thể thao tập phụ của Mercedes-Benz như là AMG GTS hoặc là chiếc xe SLS AMG. Thì bởi vì những cái dòng xe thể thao thực thụ của Mercedes thường sẽ được thiết kế phần đầu xe dài và rộng bề ngang, giúp cho chiếc xe có thể là thăng bằng hoặc là đi những cái đoạn cua với tốc độ cao, đảm bảo cái sự an toàn cũng như là ôm cua nó sẽ gọn hơn. Trên phần capo thì được thiết kế hai cái này gọi là mang cá đúng không các bạn, được gọi là hai cái mang đi. Đó, thì hai cái mang này giúp cho cái chiếc xe chúng ta được giải nhiệt cái động cơ tốt hơn, cũng giống như là tăng thêm cái độ thể thao cho cái phần thiết kế tổng thể của xe. Chiếc xe Mercedes-Benz SL400 được trang bị cái đèn pha thông minh. Thì các bạn thấy là cái đèn pha được thiết kế cực kỳ đẹp và vô cùng ấn tượng. Đó, các bạn thấy nè, cận cảnh nè. Thì bên trong thì chúng ta sẽ có hai cái phần bi LED đó, rất là đẹp. Và ở trên cùng là một cái mí. Thì cái này các bạn nhìn hình dung nó giống như một cái mí mắt vậy đó, rất là to và đẹp. Và cái mí mắt này công dụng của nó là giống như là đèn LED chạy ban ngày, cũng như là tích hợp thêm đèn xi nhan ở trên đây luôn. Còn về phần lưới tản nhiệt thì chúng ta sẽ thấy là vẫn là lưới tản nhiệt thiết kế dạng kim cương. Thì những cái dòng xe mà bên Duy, những cái dòng xe mà kiểu như là sang trọng thể thao á, thì thường thuộc thiết kế theo cái dạng lưới tản nhiệt dạng kim cương như thế này. Và cái logo 3D Mercedes to ở giữa tăng thêm cái phần thể thao cho chiếc xe. Về phần cản dưới thì chúng ta sẽ thấy là cản dưới được thiết kế rất là nhiều các chi tiết lồi và lõm. Các bạn thấy là phần ở bên đây nó sẽ có một cái hốc gió to, rộng và sâu. Thì cái cảm giác là giống như là chiếc xe của chúng ta đang chồm về phía trước, nhìn rất là ngầu. Về phần hông xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe Mercedes-Benz SL400 được trang bị cái bộ mâm xe 19 inch 5 chấu, rất là đẹp. Đó, và đây là cái thiết kế mang cá bên hông nè các bạn, thì tăng thêm cái tính khí động học cho chiếc xe. Gương dưới hậu thì được thiết kế là bo tròn, rất là đẹp, rất là gọn. Là thiết kế cái gương nó hơi khác so với những cái dòng xe khác của Mercedes các bạn. Các bạn thường thấy là đối với những cái dòng xe khác của Mercedes thì cái phần gương nó thường để ở đây luôn, nó bắt vào đây. Nhưng mà đối với chiếc xe SL thì nó sẽ được gắn trên cái cửa này, thì nhìn cũng rất là ấn tượng. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe Mercedes-Benz SL400 với cặp đèn đuôi được thiết kế theo hình nang quạt rất là đẹp ở đây. Đó, rất là to. Thì cái phần đèn này ở bên trong có tổng cộng là 85 bóng đèn LED các bạn nhé. Bô xe kép cũng được thiết kế ở trên chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này. Và ở phần giữa hai cái bô thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái phớt tán gió ở đây để tăng cái tính đồng học, khí đồng học của chiếc xe. Các bạn thấy ở dưới cản chỗ này nó có một cái bóng đèn, thì cái đèn này đèn sương mù các bạn nhé. Đèn sương mù thì khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường sương mù hoặc là để trời mưa to, chúng ta có thể là kích hoạt cái đèn sương mù ở trên cái hệ thống đèn thông minh, và cái đèn phía sau này nó sẽ sáng lên. Sáng này cái đèn này là sáng màu đỏ. Đó. Và ở phần trên capo sau của xe thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái đèn LED ở đây. Thì cái LED này là đèn thắng các bạn nhé.
khi mà đi vào buổi tối thì chắc chắn là chiếc xe SL sẽ trông cực kỳ ấn tượng khi nhìn từ phía sau. Và bây giờ Duy sẽ mở cái cốp xe cho các bạn xem cái cốp xe của chiếc xe SL400 này. Thì mặc dù đây là cái chiếc xe thể thao hai cửa, hai chỗ ngồi, nhưng mà cái phần cốp xe cũng khá là rộng. Đó, các bạn thấy không? Cái cốp xe cũng khá là rộng. Khi mà chúng ta đóng nguôi như thế này thì cái khoang hành lý này nó rộng lên đến là 356 lít. Thực sự là với cái khoang hành lý như thế này thì chúng ta có thể đợi được một cái vali to đủ cho hai vợ chồng đi du lịch trong cái khoảng thời gian từ 5 ngày cho đến là 7 ngày. Còn nếu mà khi mà chúng ta đóng cái cốp lại thì cái khoang hành lý này nó sẽ giới hạn lại còn ở mức là 235 lít, bởi vì khi mà chúng ta đóng cốp lại thì cái phần tấm che hành lý này nó sẽ được đậy lại để bảo vệ cái phần mua xe khi chúng ta gặp lại nó sẽ không có bị sự cố là bị cấn hay là bị chèn lên những cái đồ hành lý mà chúng ta đang để ở phía sau. Ok, thì phần giống như những cái chiếc xe khác của Mercedes-Benz thì cái phần cốp xe vẫn được trang bị hai cái nút bấm, đó là cái nút bấm đóng cốp và cái nút bấm là vừa đóng và vừa khóa luôn ở đây. Ok, đó. Thì ngoài ra cái chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này còn trang bị cái tính năng là đá cốp thông minh luôn các bạn. Mặc dù nó là cái chiếc xe thể thao thôi nhưng mà hầu như là chúng ta thấy là những cái trang bị mà trên một chiếc xe sang thì chiếc xe SL này đều có. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem. Xin lỗi, và bây giờ Duy sẽ mở cái phần mui xe này ra cho các bạn xem bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này nó như thế nào, và chiếc xe này nó đóng mở mui như thế nào. Bây giờ các bạn, Duy sẽ mở cho các bạn xem. Và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz SL400. Và các bạn sẽ thấy là đầu tiên là cái sự tinh tế và cái sự sang trọng của phần nội thất này. Về các chi tiết về các bạn thấy nè, phần ốp gỗ nè, rất là đẹp. Cái gỗ này thì chắc là cho trên camera các bạn sẽ không thấy rõ, bởi vì cái gỗ này gần như là màu đen nhưng mà có những cái vân giống như là đá các bạn, rất là đẹp. Gỗ bóng thì các bạn thấy là trên các chi tiết cửa nè, được mai những cái phần nổi ở đây rất là đẹp luôn. Thì đây là cái nội thất của Designo, cho nên các bạn sẽ thấy là cái nội thất này nó sẽ được chăm chút tỉ mỉ đến từng cái chi tiết nhỏ luôn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ở đây là có cái tay nắm cửa. Cái tay nắm cửa này thì nó sẽ thiết kế cũng rất là khác so với những cái tay nắm cửa khác. Các bạn thấy không? Các bạn thấy thì cái phần tay ốp cửa này nó giống như cái gì? Nó giống cái phần Oppo của cái xe đúng không các bạn? Đó. Ở đây SL400 này thì được trang bị lo là Harman Kardon. Thì đây là một cái dàn lo rất là cao cấp của Đức. Và chiếc xe SL400 này được trang bị là tới 11 loa, công suất là 600W. Thì với một cái không gian nhỏ, với hai cửa, hai chỗ ngồi như thế này, thì các bạn sẽ thấy là cái nội thất mà 600W này cực kỳ khủng khiếp rồi. Quá tuyệt vời trong phần âm thanh này. Chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này được trang bị một cái nội thất màu nâu rất là đẹp, rất là sang trọng, kết hợp cùng với cái màu sơn màu trắng. Thì các bạn sẽ thấy là hai cái màu sắc này nó đi chung với nhau trông rất là tuyệt vời và sang. Thì cái nội thất của mình là nội thất Designo ở đây. Các bạn thấy nó có cái logo chữ Designo nằm ở đây. Thì các bạn đã biết thì Designo là một cái bộ phận chuyên coi như là cá nhân hóa cho những cái dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz. Thì những cái chiếc xe mà có được trang bị cái nội thất Designo này thì các bạn thấy là thường nó rất là đắt tiền và cực kỳ cao cấp luôn. Thì cái ghế xe của chiếc xe SL400 rất là to các bạn nha, rất là rộng, rất là to luôn. Thì nó sẽ cực kỳ thoải mái hơn cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường dài. Đó, rất là đẹp các bạn thấy không? Ở chân ghế nó sẽ mai những cái phần nổi như thế này. Rất là đẹp, ở đây cũng vậy. Quá tuyệt vời cho một cái nội thất. Các bạn thấy ở trên cái phần mà gối đầu á, các bạn sẽ thấy ở đây có một cái khe gió ở đây nè. Thì cái khe gió này khi mà chúng ta đi đi mà mở mui trong những cái thời tiết mà lạnh á, thì chúng ta có thể là kích hoạt cái tính năng là sưởi cổ luôn.
đó. Khi mà chúng ta bấm qua nút sửa cổ đây thì cái luồng gió nóng nó thổi vào cổ, cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Các bạn thấy không, ở đây một cái chi tiết mà để luồng cái dây beo á, luồng cái dây beo ở đây nè, các bạn thấy không, nó được thiết kế cũng rất là đẹp luôn đó, các bạn thấy không, nè luồng cái dây beo chúng ta ở đây, để mà khi mà chúng ta cái ghế của chúng ta mà chỉnh tới chỉnh lui á thì cái dây beo này nó cũng sẽ chạy theo đó, rất là đẹp. Ok, thì ở trên ghế da này các bạn sẽ thấy là có những chi tiết về đục lỗ, thì do cái chiếc xe Mercedes-Benz SL 400 này được trang bị thêm cái tính năng là làm mát và sưởi nóng cho ghế, cho nên là các bạn sẽ thấy là trên cái phần ghế da nó sẽ có đục lỗ. Đây là cái vô lăng của chiếc xe SL 400, thì SL 400 được trang bị cái vô lăng thể thao ba chấu và cái phần đáy bằng ở đây. Thì những cái dòng xe thể thao thực thụ thì Mercedes-Benz sẽ trang bị cái phần vô lăng đáy bằng như thế này. Đây, toàn bộ cái da ở trên cái vô lăng đều là cái da Nappa các bạn nhé. Cầm vào cái giá rất êm và rất là chắc. Khi mà chúng ta đi cái tốc độ cao á, thì chúng ta cần phải giữ cái vô lăng á, thì cảm giác mà chúng ta cầm vào cái vô lăng này chúng ta thấy rất là êm và rất là chắc tay. Okay. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ có tích hợp rất là nhiều cái nút bấm để chúng ta có thể điều khiển khi mà chúng ta đang lái xe, hoặc là cái tính năng về điện thoại nó sẽ nằm ở đây bạn nha. Ok, và đây là cái phần mà trung tâm của chiếc xe Mercedes-Benz SL 400 này. Các bạn sẽ thấy là ở đây có những cái chi tiết về hốc gió máy lạnh nè, các bạn sẽ thấy rất là giống như là những cái động cơ tuabin của máy bay. À, các bạn thấy không, rất là giống. Và chúng ta có thể là xoay, thì khi mà chúng ta xoay theo cái chiều kim đồng hồ á, là gió nó sẽ mở ra, và khi mà chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ á, thì gió từ máy lạnh nó sẽ đóng lại, nó sẽ không cho gió ra nữa. Ok, ở đây thì cái chi tiết bọc gỗ rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Cái gỗ này chúng ta nhìn nó có cảm giác giống như màu đen, mà đen màu xanh đó các bạn. Những cái vân ở bên trong thì cảm giác giống như là đá cẩm thạch, rất là đẹp. Thì cái phần mà thiết kế ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy rất là cổ điển luôn. Nó gợi nhớ cho chúng ta những chiếc xe Mercedes-Benz, những cái năm mà những chiếc xe Mercedes-Benz rất là lâu rồi, thì nó cũng thiết kế trên cái ngôn ngữ này. Đó, rất là logic luôn. Thì các bạn thấy là những cái phần nút bấm về radio, giải trí, định vị ở đây, cài đặt của xe nằm ở đây. Còn bên đây là chúng ta có thể là trong trường hợp chúng ta có thể gọi điện thoại được luôn. Thì đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà những dòng xe khác á, thì các bạn sẽ không thấy những cái nút bấm điện thoại đâu, ở đây đâu. Đó, nhưng mà chiếc xe Mercedes-Benz SL là trang bị những cái nút bấm điện thoại ở đây luôn. Chúng ta có thể là bấm cái số điện thoại ở đây, chúng hiệu 0914653979. Ok, thì chúng ta có thể bấm ở đây được luôn, mà chúng ta sẽ bấm cái nút gọi. Nó rất là nhanh, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng tới cái điện thoại của chúng ta luôn. Quá tuyệt vời. Còn ở đây là các bạn sẽ thấy là những cái nút về chỉnh nè, rất là nhiều nút, hầu như là bố trí đầy đủ hết luôn. Nút này là nút sửa ghế nè các bạn nha. Nút này là nút làm mát ghế nè. Còn cái nút này là cái nút mà đưa ra thổi cái gió vào cái cổ á, làm nóng cho cái cổ chúng ta. Thì nãy gì cũng đã nói rồi, cho hai bên ghế bố trí đối xứng nhau. Còn cái khu vực này là khu vực chúng ta có thể điều chỉnh cái máy lạnh nè, nhiệt độ máy lạnh cho hai bên khác nhau. Cái nút chỉnh máy lạnh thì sẽ bố trí ở đây. Và đặc biệt là cái cần số của chiếc xe Mercedes-Benz SL 400 nó sẽ không có tích hợp trên tay lái các bạn nha, mà là nó sẽ tích hợp ở đây luôn. Cái cần số rất là dễ thương, có chữ SL được bọc da rất là sang trọng và tinh tế, nó nằm ở đây. À, các bạn thấy không? Tại vì cái chiếc xe SL 400 này là một chiếc xe thể thao, cho nên là Mercedes-Benz muốn thiết kế cái cần số này để cho gợi nhớ tới đến những chiếc xe thể thao trước đây của Mercedes-Benz. À, các bạn thấy không? Ở đây là khi mà chúng ta đẩy cần số này hết lên trên đó, là R là lùi nè, còn ở giữa là số N là số mo nè, còn khi mà chúng ta gạt hết xuống thì đó là số D chạy tới. Còn nếu mà chúng ta đậu xe tại chỗ thì chúng ta sẽ bấm nút B ở đây, cái nút đang sáng đèn màu đỏ nè các bạn. Còn chiếc xe SL 400 này thì được trang bị là cái hệ thống treo rất là đặc biệt các bạn, hệ thống treo ABC hay gọi là Active Body Control. Thì đây là một cái hệ thống treo chỉ có trên những cái dòng xe rất là cao cấp của Mercedes-Benz thôi. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ là hệ thống treo ABC đang có trên chiếc xe Maybach S650. Chỉ có trên S650 thôi các bạn nhé. Có nghĩa là cái hệ thống treo này nó sẽ còn cao cấp hơn cả cái hệ thống treo bằng khí nén luôn.
Đó, có nghĩa là khi hệ thống treo này chúng ta đi trên mặt đường á, thì nó sẽ phản ứng nhanh hơn và có cảm giác thì nó sẽ êm ái hơn. Và đặc biệt là chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này, nó sẽ còn một cái tính năng nữa là hỗ trợ nghiêng xe, nghiêng thân xe khi mà chúng ta ôm cua. Đó, và đặc biệt chỉ có trên cái chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này và kết hợp cùng với hệ thống treo thủy lực ABC. Đó, đây là một cái hệ thống cực kỳ đặc biệt nè, giúp cho chiếc xe chúng ta trải nghiệm trên những cái đoạn đường cua cũng như là những cái đoạn đường mà đường đua. Các bạn sẽ chắc chắn nếu mà các bạn sở hữu cái chiếc xe này mà các bạn chạy trên đường đua thì thực sự là một cái sự trải nghiệm sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn. Có nghĩa là chiếc xe chúng ta ôm cua ở tốc độ cao cực kỳ bám luôn, có nghĩa là khi cái tính năng mà nghiêng cái thân xe khi vào cua, các bạn hình dung nó giống như là chiếc xe chúng ta theo nghiêng theo kiểu lòng chảo. Các bạn nó nghiêng như thế này, nghiêng theo kiểu lòng chảo, có nghĩa là chiếc xe của chúng ta sẽ bo cua một cách gọn gàng hơn và tránh bị trượt xe luôn. Rất là ok, một cái tính năng thật sự là chỉ có trên chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này thôi. Ok.